Những công việc trên biển đối mặt với những khó khăn và thách thức đặc biệt. Phần 2, thủy thủ đoàn, khí hậu khắc nghiệt, làm việc trên biển đôi khi đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cả cơn bão, sóng lớn, tuyết và gió mạnh. Cách ly, thời gian dài trên biển có thể gây cảm giác cô đơn và cách ly do xa cách với gia đình và bạn bè. Ngư dân, nguy hiểm của nghề cá, các nguy cơ như lưới bị rối, thời tiết xấu và nhiều tai nạn khác có thể gây ra những tình huống nguy hiểm. Thời gian làm việc dài, công việc thường đòi hỏi làm việc nhiều giờ liên tục, thậm chí kéo dài nhiều ngày liền. Nhân viên trên tàu chở dầu, cơ cháy nổ, công việc trên các cấu trúc khai thác dầu và khí có thể đối mặt với nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Cách ly và xa cách, các nền tảng khai thác thường đặt ở những vùng biển xa cách, gây khó khăn trong việc liên lạc và cách ly với thế giới bên ngoài. Nhóm cứu hộ và tìm kiếm trên biển, tìm kiếm trong điều kiện khó khăn, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ trên biển, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết xấu, là một công việc rất khó khăn và nguy hiểm. Nhóm nghiên cứu hải dương, điều kiện làm việc khắc nghiệt, nghiên cứu biển cần phải đối mặt với nước mặn, sóng lớn và điều kiện thời tiết không ổn định. Thời gian và cách ly, các nghiên cứu thường kéo dài thời gian dài và đôi khi cách ly, đặc biệt là khi thực hiện nghiên cứu ở những khu vực xa cách.